hãy tham gia cuộc đối thoại về The Voice Referendum. Vậy chuyện này chính xác là thế nào? Đó là về việc liệu chúng ta có nên sửa đổi hiến pháp để công nhận các dân tộc đầu tiên của nước Úc qua việc thành lập một cơ quan có tên là Aboriginal and Torres Strait Islander Voice, tiếng nói của người thổ dân và cư dân quần đảo Torres Strait. À, vâng. Hãy chuẩn bị cho cuộc đối thoại tại trang mạng voice.gov.au/Vietnamese. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Cứ 6 người Úc thì có một người bị mất thính lực. Tin mừng là quý vị có thể tìm giúp đỡ cho sức khỏe thính lực. Hãy đặt hẹn kiểm tra thính lực hôm nay và để nghe được tất cả những gì cuộc đời cho chúng ta vào health.gov.au/hearing. Được chấp thuận bởi chính phủ Úc Canberra. Rất ngần được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình điểm báo của chúng tôi trong ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tây tháng 5 năm 2023. Và kính thưa quý vị, cùng thực hiện phần điểm báo ngày hôm nay với Kim Hoàng là luật sư Lưu Tường Quang. Kính chào luật sư. Chào cô Hoàng Nguyễn và kính thưa tất cả quý vị khán giả của VTV. Và kính thưa luật sư, trong tuần vừa qua, những thông tin được quan tâm nhiều nhất có lẽ là cái việc gia tăng chỉ số thất nghiệp trong tháng 4 mà tổng nhà thống kê ABS vừa loan báo ở mức 3.7% so với mức thất nghiệp 3.5% hồi tháng 3, thì đây là một sự gia tăng không đáng kể. Tuy nhiên, sự gia tăng này cũng gây rất là nhiều ngạc nhiên cho các chuyên gia sau khi đã bị số công an việc làm đã bị mất đi 43.000 việc làm. Luật sư nhận xét như thế nào về cái chỉ số thất nghiệp mới 3.7% này? Tuy rằng có thể là nhiều chuyên gia đã không dự phóng được là chỉ số thất nghiệp có thể lên cao. Tuy nhiên, điều này cũng không lấy làm lạ là tại vì ngân hàng trữ kim cũng như là bộ ngân khố và một số kinh tế gia tin rằng chỉ số thất nghiệp tại Úc sẽ phải gia tăng. Chính ngân hàng trữ kim RBA đã dự phóng là cái chỉ số thất nghiệp sẽ phải gia tăng lên 3.6%, và trong thực tế thì cái số gia tăng đã trên cái mức dự phóng của ngân hàng trữ kim. Cái vấn đề không phải là chỉ gia tăng từ 3.5 lên 3.7, thực sự thì 0.2% nó không phải là một con số gây gớm gì, nhưng mà cái vấn đề nó là cái chiều hướng, nó là cái dự phóng của cái đường đi hay là cái vòng cái trajectory của cái vấn đề thất nghiệp. Người ta đã dự phóng là vào cuối năm nay thì cái chỉ số thất nghiệp nó sẽ lên 4%, cho nên cái tiến triển bắt đầu gia tăng nó là đi theo cái chiều hướng mà các chuyên gia cũng như là ngân hàng trữ kim cũng như là bộ ngân khố đã dự định, cho nên nó có ý nghĩa là về phương diện đó. Mà nó cũng có một cái ý nghĩa khác nữa, khi mà chúng ta nhìn từ 3.5% lên 3.7%, tất nhiên là nó có cái ý nghĩa như tôi vừa mới nói là nó đưa ra một cái chiều hướng quan trọng mà ngân hàng trữ kim một phần đã chờ đợi. Nhưng nếu mà chúng ta đi vào chi tiết đó, thì chúng ta thấy rằng không những là công ăn việc làm nó đã bị mất đi, cái số người thất nghiệp đã gia tăng, mà cái quan trọng mà không kém phần quan trọng như chúng ta đã thảo luận rất nhiều lần là cái chỉ số tham dự vào lực lượng lao động, tham dự vào thị trường lao động nó cũng giảm. Chúng ta thấy rằng nếu cái chỉ số gia tăng là từ 3.5 lên 3.7% mà cái nhân số tham dự vào lực lượng lao động mà nó gia tăng đó, thì rõ ràng cái sự gia tăng của cái chỉ số thất nghiệp nó không đáng kể. Nhưng mà trong trường hợp này đó, khi mà tổng nhà thống kê loan báo gia tăng 3.7%, thì đồng thời tổng đài thống kê cũng loan báo rằng cái số người, cái chỉ số cư dân Úc mà ở trong tuổi làm việc mà tham dự vào lực lượng lao động đó là cũng đã bị giảm xuống 0.1%, tức là cái participation rate nó giảm xuống. Mà khi mà participation rate mà nó giảm xuống thì đáng lẽ cái chỉ số thất nghiệp nó không tăng, nhưng mà lần này đó thì là chỉ số thất nghiệp vừa lại tăng mà trong khi cái participation rate nó lại đi xuống, thì cái đó là một cái điểm mà chúng ta cũng cần lưu ý.
Dạ vâng. Khi mà chúng ta có hai cái điều cần lưu ý như thế này thì mọi người lại dồn về quyết định của ngân hàng trữ kim RBA trong vấn đề lãi suất, là bởi vì trong phiên họp vào tháng 5 vừa qua, RBA đã làm cho mọi người ngạc nhiên khi quyết định gia tăng lãi suất thêm 0.25%. Và sau khi đã gia tăng 0.25% lãi suất vào ngày 3 tây tháng 5, nâng lãi suất lên mức là 3.85%, thì nhiều chuyên gia đã cho rằng RBA sẽ lại tiếp tục gia tăng lãi suất trong tháng 6 sắp tới, trước khi RBA có thể tạm ngưng. Nhưng mà với sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp mà tổng nhà thống kê ABS vừa phổ biến trong tuần này, thì chỉ số này có ảnh hưởng gì đến quyết định của RBA hay không, đặc biệt là trong cái bối cảnh cái chỉ số người làm việc như luật sư vừa mới nói là nó cũng đã có một cái sự giảm hạ? Nhiều người cho rằng vì cái chỉ số thất nghiệp nó lên cao, tức là 3.7 thay vì nó 3.5, tức là 3.5 là cái chỉ số thấp nhất trong vòng 50 năm, thì bây giờ nó lên 3.7 rồi thì nó không còn là thấp nhất trong vòng 30 năm nữa, trong vòng 50 năm nữa. Thì người ta lập luận rằng với cái sự gia tăng của chỉ số thất nghiệp này thì cái áp lực đối với ngân hàng trữ kim nó sẽ giảm đi một phần, và do đó có thể là ngân hàng trữ kim vào cái phiên họp thứ 3-6 tháng 6 sắp tới sẽ cứu sát rất là cẩn thận và có thể sẽ không gia tăng lãi suất. Tôi nghĩ là nó có nhiều lý do để mà ngân hàng trữ kim gia tăng lãi suất trong cái kỳ đầu tháng 5 vừa qua đó. Nó tuy là nó có thể ngạc nhiên một phần nào khi mà ngân hàng trữ kim gia tăng thêm 0.25%, nhưng mà cái lý do của ngân hàng trữ kim đó, nó vẫn là cái chỉ số lạm phát 7% là nó quá cao, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là vào cái thời điểm của đầu tháng 5 đó, thì nó đang có một sự khủng hoảng về tiền thuê nhà, nó gia tăng quá cao và đó là nó tạo ra một cái áp lực về phương diện lạm phát. Rồi ngân hàng trữ kim cũng suy tư và e ngại rất nhiều về cái thị trường nhân dụng nó rất là chặt chẽ. Mà khi mà nó đã rất là chặt chẽ như vậy đó, thì cái nhu cầu mà công nhân viên chức mà đòi tăng lương đó, nó có cái lý do mạnh mẽ hơn. Và chúng ta đều biết rằng ngoài cái vấn đề những cái yếu tố khác, thì cái yếu tố mà cái sự gia tăng lương bổng mà quá nhanh và quá cao đó, mà không có đi kèm theo cái việc mà gia tăng năng suất đó, thì đó là một cái mối lo ngại rất lớn của ngân hàng trữ kim. Cũng vì lý do đó mà nếu chúng ta theo dõi cái lập luận trên cái căn bản đó, thì khi là cái thị trường nhân dụng nó không còn chặt chẽ nữa, tức là cái chỉ số thất nghiệp nó lên cao, thì cái áp lực về phương diện gia tăng lương bổng nó cũng sẽ giảm hạ, và do đó cái nỗi lo của ngân hàng trữ kim nó được giải tỏa một phần nào. Và vì lý do đó người ta mới kết luận là cơ hội mà ngân hàng trữ kim sẽ không gia tăng lãi suất vào tháng 6 nó sẽ có nhiều. Nhưng mà cái lập luận ngược lại thì thực sự những cái điều cơ bản nó vẫn còn đó. Tức là thứ nhất là chỉ số lạm phát vẫn hay còn quá cao. Thứ hai là mặc dù có cái sự giảm bớt một phần nào về cái áp lực, nhưng mà cái việc mà gia tăng lãi suất nó cái việc mà gia tăng lương bổng nó vẫn hay còn là một mối lo. Cái thí dụ cụ thể nhất là chính phủ phải tung thêm mười mấy tỷ đô la để trả lương cho các y tá chuyên môn, cho các bệnh nhân lão, 250.000 y tá chuyên môn cho việc các bệnh nhân lão tăng lương 15%. Thì cái đó cũng là một cái điều mà ngân hàng trữ kim không thể không quan tâm tới được. Cho nên tôi nghĩ rằng trong cái phiên họp ngày thứ 3-6 tháng 6 sắp tới, thì ngân hàng trữ kim vẫn phải đối diện với hai cái sự lựa chọn. Một là tạm ngưng, hai là gia tăng. Thì cái điều đó thì tất nhiên là các dự phóng nó khác nhau, và các chuyên gia kinh tế thì bao giờ cũng có nhiều ý kiến khác nhau, mà nó nên nhớ rằng dự phóng về kinh tế thì nó khó chính xác. Thật ra nó còn một cái yếu tố khác nữa, thưa luật sư, là mặc dù cái tỷ lệ thất nghiệp nó có sự gia tăng, có nghĩa là số người bị sa thải hoặc số người không có công việc làm đã gia tăng trong tháng 4 vừa qua, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn về cái số giờ làm việc á, thì cái tổng số giờ làm việc nó lại không phải là bị giảm hạ mà nó đang trên đà gia tăng. Và khi mà công nhân viên chức gia tăng giờ làm việc thì cũng đồng nghĩa là họ gia tăng lương, thì họ sẽ chi tiêu nhiều hơn. Và đó cũng là một cái khía cạnh, một cái yếu tố mà có lẽ là ngân hàng trữ kim cần phải cứu xét trong cái vấn đề lãi suất hoặc là lạm phát. Cái điều đó nó đúng là tại vì
trong khi mà cái chỉ số nghiệp nó tăng lên từ 3.5 lên 3.7% đó, thì cái số giờ làm việc nó đi ngược lại, nó lại tăng thêm 2.6%. Thì cái điều đó nó có nghĩa là những người làm việc trước kia đó, ít giờ, thì bây giờ người ta làm việc nhiều giờ hơn, mặc dù cái nhân số làm việc thì nó ít hơn trong tháng 3. Cái điều đó thì cái lập luận như vậy là thì nó đúng, nhưng mà nó có nhiều cái lý do để cho cái số giờ làm việc nó gia tăng. Chẳng hạn như ngân hàng, chẳng hạn như một chuyên chức cao cấp của tổng nhà thống kê thì nói rằng nó có thể nó bị ảnh hưởng bởi những người họ hoặc là đi nghỉ hè hoặc là không đi nghỉ hè, thì nó có thể nó gia tăng cái số giờ làm việc. Ví dụ như bây giờ tất cả mọi người đáng lẽ phải nghỉ hè trong cái tháng 4 thì tất cả mọi người lại không nghỉ hè, không cách ly, không nghỉ ngơi, thì tự nhiên cái số giờ làm việc nó sẽ tăng lên. Cho nên chúng ta ghi nhận là cái số làm việc nó gia tăng 2.6%, nhưng mà nó có nhiều cái lý do để cho thấy cái số giờ làm việc nó tăng lên như vậy. Thì trong đó nó có một phần là những người làm việc ít giờ thì bây giờ người ta làm việc nhiều giờ hơn, và tất nhiên là người ta có lợi tức nhiều hơn mà người ta có thể chi tiêu nhiều hơn, thì nó lại tạo ra cái chiều hướng gia tăng về cái áp lực đối với lạm phát. Để đến với DMJ Gems kim cương nhân tạo Lab Brown Diamond và Moissanite 3D Arizona, DMJ Gems chuyên cắt kim cương nhân tạo có giấy giám định quốc tế như là GIA và IGI. Chúng tôi chuyên bán sỉ và lẻ đặc biệt kim cương thiên nhiên, và chúng tôi có đủ loại hình dạng và đủ màu sắc cho các loại kim cương như Lab Diamond, Natural Diamond và Moissanite. Chúng tôi bảo đảm hoàn tiền lại 100% nếu không đẹp như kim cương thiên nhiên. DMJ Gems đang sell toàn Moissanite 3D Arizona made in USA, hiệu Forever One và Mint Forever, 1 carat nước DFL Super Ideal cut 500 mỹ kim Labron Diamond hiệu IGI và GIA, 1.17 carat nước D VVS1 Ideal cut 1.500 mỹ kim GIA, 2.500 mỹ kim, 2 carat nước E VVS2 Ideal cut 1.900 mỹ kim GIA, 4.200 mỹ kim. Xin gọi DMJ Gems 480-289-1696 hoặc Zalo 480-289-1696. YouTube DMJ Gems, free shipping, free refund, giá wholesale và đang cần đại lý trong và ngoài nước. Website DMJ Gems. Ngoài những cái sinh hoạt về kinh tế, kính thưa luật sư, trong tuần vừa qua những cái sinh hoạt chính trị cũng được quan tâm rất là nhiều, đặc biệt là với cái quyết định hủy cái cuộc họp thượng đỉnh của nhóm tứ cường kim cương, có nghĩa là The Quad, dự phóng là sẽ diễn ra vào ngày 22 tây tháng 5 ở Opera House. Tuy nhiên, ngay sau khi Thủ tướng Albanese loan báo về cái cuộc họp thượng đỉnh của nhóm tứ cường kim cương, vài tiếng đồng hồ sau thì phía Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố là hủy chuyến công du Úc Châu, và vì vậy mà cuộc họp thượng đỉnh cũng đã phải tạm đình hoãn. Đây có thể được coi là một trong những cái thất bại ngoại giao đầu tiên của chính phủ Albanese kể từ tháng 5 năm 2022 cho đến thời điểm này. Luật sư Lưu Tùng Quang nhận xét như thế nào khi cuộc họp thượng đỉnh này bị hủy? Tất nhiên đây là một cái điều thất vọng cho nước Úc và có thể cho luôn cả Papua New Guinea, là vì tại Tổng thống Joe Biden sẽ đến, thực sự thì hôm nay ông đã đến Hiroshima ở Nhật Bản để tham dự cái lễ khai mạc của hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7, và sau đó thì đáng lẽ ông sẽ tới thăm công du chính thức Papua New Guinea, và đây có thể là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đến Papua New Guinea. Cho nên cái sự thất bại ở Papua New Guinea nó lại càng lớn hơn cái sự thất bại tại nước Úc. Tại Úc Châu đó thì theo cái dự phóng đó thì tất nhiên là cái hội nghị thượng đỉnh của nhóm The Quad gồm có Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Nhật, Thủ tướng Ấn Độ và Thủ tướng Úc, nó sẽ diễn ra tại Opera House ở Sydney vào ngày 22 tháng 5. Và sau đó, thì ông Joe Biden sẽ đi về Canberra để đọc một cái bài diễn văn trước lưỡng viện quốc hội. Cái điều đó đó thì cũng đã xảy ra trong quá khứ, chẳng hạn như Tổng thống George W. Bush và Tổng thống Obama đều là những người đã từng đọc diễn văn tại lưỡng viện quốc hội. Thì lần này thì cái cơ hội nó không đến được là tại vì ông Joe Biden không công du được nước Úc và Papua New Guinea. Nhưng mà chúng ta chưa nói lý do tại sao mà cái cuộc họp thượng đỉnh của The Quad đã bị hủy bỏ. Đấy là bởi vì lý do nó đang có một cuộc khủng hoảng nội bộ trong chính trị tại nước Mỹ, là Hạ viện nằm trong tay của Đảng Cộng hòa với đa số đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Joe Biden là ông là Đảng Dân chủ và Tòa Bạch Ốc phải giảm chi
thì Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện mới đồng ý để nâng cái mức nợ trần lên cái mức độ mà chính phủ Mỹ sẽ có tiền để trả nợ vào ngày 1 tháng 6 này hay là 1 tháng 7 này. Cái việc mà tranh chấp với nhau giữa Quốc hội và Tòa Bạch Ốc về cái mức nợ trần thì nó không có gì mới mẻ cả, nó đã có từ thập niên 1960, mà cho tới bây giờ thì nó đã có trên 70 lần đã hai bên đã tranh nhau. Và chúng ta còn nhớ trong cái thời gian mà Tổng thống Obama Năm 2011 thì nước Mỹ cũng đã suýt tuyên bố vỡ nợ bởi vì không đạt được thỏa thuận, nhưng mà sau cùng rồi thì cũng đã hai bên cũng đã có sự nhượng bộ. Trong thời gian của Tổng thống Obama đó thì nước Mỹ đã phải đóng cửa tất cả trụ sở liên bang, đã phải đóng cửa vì tại vì chính phủ liên bang hết tiền, cho nên cái điều đó thì nó cũng không phải là cái điều mới mẻ. Cái vấn đề đó là cái uy tín của nước Mỹ, và cái vấn đề đó là cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên cái chính trường quốc tế và trên cái nền kinh tế quốc tế, trên cái nền kinh tế của quốc tế. Giả sử như mà ông Joe Biden mà trở về Washington mà không giải quyết được vấn đề mà cái sự kiện này nó xảy ra, thì vào 1 tháng 7 chính phủ Mỹ sẽ đồng hành đóng cửa, tức là phải không có tiền để trả nợ mà cũng không có tiền để trả lương cho công chức liên bang. Thì ông Joe Biden thì ông hy vọng là ông có thể đạt được cái kết quả. Người ta chưa biết là ông sẽ sử dụng cái phương cách gì để ông đạt được kết quả. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì vào cái thời điểm này, trong khi chúng ta thâu cái chương trình này đó, thì cái vấn đề phân cách giữa lãnh tụ Đảng Cộng Hòa ông Kevin McCarthy tại Hạ viện và ông Tổng thống Joe Biden thì nó vẫn còn y như chỗ. Ông McCarthy cảm thấy rất là giận dữ khi mà Tổng thống Joe Biden vẫn lên đường sang Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7. Mặc dù cái chuyến công du đã được tuyên bố là rút ngắn, nhưng mà Đảng Cộng Hòa thì vẫn không hài lòng, bởi vì họ cho rằng trong bối cảnh căng thẳng quốc nội như thế này thì Tổng thống Joe Biden nên ở lại để tiếp tục giải quyết hoặc tiếp tục thương thuyết với Đảng Cộng Hòa. Cái điều đó thực ra nó cũng chỉ là một phần của cái chiến lược của Đảng Cộng Hòa để tạo thêm áp lực đối với Tổng thống Dân Chủ. Chứ còn thực sự thì ông Joe Biden mà có mặt ở Hiroshima hay là có mặt Washington thì cái vấn đề tiếp xúc, vấn đề nói chuyện với nhau nó vẫn xảy ra một cái điều đặn, nó không có gì khó khăn cả. Cho nên đứng về phương diện chính trị và nhất là để cho dân chúng Mỹ, công chúng Mỹ chú ý hơn nhiều thì tất nhiên Chủ tịch Hạ viện ông Kevin McCarthy sẽ nêu lên những cái điểm đó. Cái vấn đề tham dự của Tổng thống Mỹ tại cái hội nghị thượng đỉnh G7 nó rất là quan trọng cho cái nền kinh tế của thế giới, chứ không phải là một cái chuyện mà đi chơi, đi du lịch. Nếu mà ông đi nghỉ hè thì nó là chuyện khác, còn cái quốc gia giàu nhất mà cái cường quốc thứ lớn nhất của trong nền kinh tế thế giới thì không thể không có mặt trong cái cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G7. Chúng ta nên nhớ rằng cái nhóm G7 nó gồm 7 quốc gia mạnh nhất về phương diện kinh tế của thế giới là Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và tại châu Á thì là Nhật Bản. Ông Thủ tướng Albanese Thủ tướng Nhật Bản Kishida mời tới tham dự với tư cách là khách của quốc gia chủ nhà, thì cái đó cũng là một cái vinh dự cho ông Albanese. Nhưng mà ngoài Thủ tướng Úc thì Thủ tướng Ấn Độ ông Nadi cũng đã được Thủ tướng Nhật Bản mời đến tham dự với vai trò là khách mời. Và cũng chính vì vậy mà cái hội nghị thượng đỉnh của nhóm tứ cường thay vì tổ chức tại Sydney thì có thông tin cho rằng hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ diễn ra bên lề của hội nghị G7 tại Hiroshima. Nhưng mà đây được cho là một cái sự giáng cấp, có nghĩa là cái tầm quan trọng của nhóm The Quad nó đã bị giảm hạ đi khi mà một cuộc họp bên lề được thực hiện, phải không thưa luật sư? Đúng như vậy, là tại vì cái nhóm The Quad, tức là cái tứ cường kim cương đó, nó có một cái sức mạnh của nó và nó có cái vai trò của nó rất rõ rệt. Cho nên bây giờ nó xuống cấp là tại vì nó trở thành một cái hội nghị bên lề của cái hội nghị G7. Thì tuy nhiên cái nhận xét nó đúng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà Thủ tướng Albanese chỉ hủy bỏ và đình quản cái hội nghị tại Sydney thì có thể tái lập trở lại trong tương lai không xa. Tại vì từ đây bây giờ chúng ta đang ở tháng 5 cho tới tháng 11, 12 thì nó vẫn còn nhiều thời giờ. Cái vấn đề là có thể tạo ra một cái cơ hội nào khác để cho các lãnh tụ có thể gặp nhau được hay không. Thì tôi nghĩ là giả sử như tháng 9 này đó, tại Ấn Độ thì Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản và Thủ tướng Úc cũng đều sẽ có mặt tại Ấn Độ cùng với Thủ tướng Ấn Độ để tham dự cái hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20.
thì không có lý do gì mà sau đó bốn vị lãnh tụ đó không bay trở về Sydney để làm cái hội nghị thượng đỉnh The Quad trở lại. Cái đó chỉ là một cái lối suy nghĩ của tôi thôi, nhưng mà nó không xảy ra. Nhưng mà nếu nó muốn xảy ra thì nó vẫn có thể xảy ra được. Cái điểm quan trọng nhất đó là cái sự vắng mặt của ông Joe Biden trong cái chuyến công du đáng lẽ nó phải xảy ra tại Papua New Guinea và đáng lẽ nó phải xảy ra tại Úc, thì nó lại không xảy ra, thì nó gửi đi một cái message, nó gửi đi một cái sứ điệp rất quan trọng cho các quốc gia tại Nam Thái Bình Dương, có thể làm cho các quốc gia này thiếu đi cái sự tin tưởng của Hoa Kỳ. Và chúng ta biết rằng hiện nay nó đang có một cái sự tranh chấp về cái ảnh hưởng giữa Washington và Bắc Kinh tại Nam Thái Bình Dương, và cái sự khó khăn của ông Joe Biden có thể nhìn từ một góc cạnh nào đó được coi như là một cái món quà lớn được gửi cho ông Tập Cận Bình, là tại vì ông Tập Bình ngồi yên vị tại Bắc Kinh mà không làm gì cả mà tự nhiên được cái món quà rất lớn là vì cái khó khăn nội bộ trong chính trị nội bộ của nước Mỹ. Vâng, đó cũng là những cái thông tin mà các cơ quan truyền thông đã quan tâm rất nhiều, là bởi vì trước khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố hủy chuyến viếng thăm Papua New Guinea thì những cái thông tin rò rỉ từ hãng tin Reuters của Anh Quốc cũng cho thấy là những cái thỏa thuận về an ninh quốc phòng cũng đã được soạn thảo để mà Tổng thống Mỹ có thể ký kết nhân chuyến viếng thăm lần này. Tuy nhiên tất cả những cái vấn đề được chuẩn bị hầu như là đã không thể nào diễn ra được, ngoại trừ Chính phủ Hoa Kỳ họ có lên một cái kế hoạch viếng thăm Papua New Guinea trở lại trong thời gian sắp tới. Tôi nghĩ là nếu trong trường hợp mà Thủ tướng Úc triệu tập trở lại một cái hội nghị thượng đỉnh của nhóm The Quad trong năm 2023, thì không có lý do gì mà ông Joe Biden không trở lại để thăm viếng Papua New Guinea. Là tại vì giữa Mỹ và Papua New Guinea, và đặc biệt là giữa Úc và Papua New Guinea, là cũng đang có một sự thảo luận mấy tháng nay rồi về cái sự phát triển hợp tác về an ninh quốc phòng. Và cái điều đó là một cái mốc điểm quan trọng trong cái vấn đề đối chọi với cái sự bành trướng ảnh hưởng của Bắc Kinh tại vùng Nam Thái Bình Dương. Và kính thưa luật sư, trước khi chúng ta chấm dứt cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay thì không biết là luật sư có những cái thông tin gì còn gửi đến cho khán giả của Vietplay TV hay không? Tất nhiên là tôi có, và tôi xin hết sức là cảm tạ quý vị khán giả đã theo dõi cái chương trình Điểm báo Úc Châu ngày thứ Bảy này. Tại vì đây là cái chương trình cuối cùng mà tôi tham dự vào cái việc trả lời những câu hỏi liên quan đến tình trạng chính trị, kinh tế của nước Úc. Cái điều mà tôi rất lấy làm cảm tạ tất cả quý vị khán giả là tôi đi đâu trong nội bộ của nước Úc này thì tôi đều gặp những người họ đã từng nghe, họ đã từng xem những cái chương trình mà tôi có tham dự và cho tôi những cái ý kiến xây dựng rất là tốt đẹp. Cho nên tôi hết sức là trân trọng những cái ý kiến đó của quý vị khán giả. Và tất nhiên, trước khi mà tôi nói lời từ biệt, thì tôi cũng xin cầu chúc tất cả quý vị khán giả có được một cuộc sống bình an, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực sinh hoạt. Tôi xin gửi lời từ biệt và kính chào tất cả quý vị khán giả. Vâng, rất cảm ơn luật sư đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý khán giả trong những chương trình sắp tới.